Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin văn hóa trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. 5 ngày điện ảnh sôi động ở Hà Nội. Trình diễn thời trang sô-cô-la ở Paris. Cộng tác viên, cánh tay nối dài của tạp chí Văn nghệ Sử Thanh. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024, một sự kiện điện ảnh đẳng cấp quốc tế diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 1. Sự kiện mang đến một sân chơi lớn cho những bộ phim xuất sắc đến từ nhiều nước trên thế giới. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 quy tụ nhiều quốc gia tham dự với hàng loạt bộ phim chất lượng từ các nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt năm nay, sự kiện đón các nhà làm phim tên tuổi, các đạo diễn và diễn viên nổi bật từ các nền điện ảnh lớn như Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Không chỉ là sự kiện lớn của điện ảnh Việt Nam, Liên hoan phim còn là cơ hội để ngành điện ảnh tiếp cận những xu hướng và thành tựu mới nhất của nền điện ảnh toàn cầu. Hà Nội với bề dày lịch sử và văn hóa phong phú sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê nghệ thuật điện ảnh. Theo thông tin từ ban tổ chức, hơn 100 bộ phim từ 40 quốc gia đã và đang được trình chiếu cho công chúng thủ đô. Phim tham dự liên hoan phim được chiếu tại 3 cụm rạp là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD Phạm Ngọc Thạch và CGV Tây Sơn với 85 buổi chiếu. Khán giả nhận vé xem phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Vác lửa trên lưng, chuyển lửa từ người này sang người khác, đó không phải là những màn trình diễn chỉ được thấy trong rạp xiếc, mà là những gì bạn có thể chứng kiến ngay tại lễ hội lửa Tarperos của Anh, nơi những người tham gia có thể là bất cứ ai, chỉ cần họ có đủ sức khỏe, sự gan dạ và khéo léo. Hàng trăm người đã tụ tập dọc các con phố ở thị trấn Otterimari để cùng cổ vũ những người tham gia cõng lửa. Với những ai xem lễ hội lần đầu, những hình ảnh này chắc chắn sẽ khiến mọi người thót tim khi những người tham gia, trong đó có cả trẻ em, vác trên lưng những thùng rượu gỗ quét nhựa đường bùng cháy nóng rực chạy giữa đám đông dọc phố và truyền sang lưng cho nhau như trò chơi tiếp sức. Tuy nhiên, tất cả những người tham gia đều có biện pháp bảo hộ. Sự kiện này có nguồn gốc sâu xa từ truyền thống và được tổ chức hàng năm, thu hút tới 15.000 du khách trên toàn cầu tới với thị trấn phía tây nam nước Anh. Lễ kỷ niệm sôi động này không chỉ tôn vinh lịch sử phong phú và di sản văn hóa của Otterimari mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng và lòng dũng cảm mang đến trải nghiệm khó quên cho tất cả những ai tham gia sự kiện. Lễ hội nổi tiếng Salon du Chocolat đã khởi động tại Paris bằng một buổi trình diễn thời trang khác lạ, thu hút đông đảo sự chú ý từ người yêu thời trang và các tín đồ chocolate. Những nghệ nhân chocolate hàng đầu và các nhà thiết kế nổi tiếng đã hợp tác để tạo nên chương trình biểu diễn đầy sáng tạo này. Salon du Chocolat được tổ chức hàng năm tại nhiều thành phố trên thế giới, trong đó có Paris. Lễ hội Salon du Chocolat bắt đầu từ năm 1995 tại Paris, do Daus và Fangst sáng lập. Lễ hội nhằm giới thiệu và quảng bá các loại sô-cô-la cao cấp, cũng như tôn vinh các nghệ nhân và nhà sản xuất sô-cô-la. Lễ hội thu hút hàng trăm nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà thiết kế, nhà báo và người yêu sô-cô-la từ khắp nơi trên thế giới. Các hoạt động chính của lễ hội bao gồm triển lãm và bán sản phẩm sô-cô-la, trình diễn thời trang sô-cô-la, các buổi hội thảo, nếm thử và học hỏi về sô-cô-la. Với những người yêu mến tác phẩm điện ảnh huyền thoại Phù thủy xứ Oz, đôi giày đỏ lấp lánh đầy kim tuyến của nữ diễn viên Judy Garland đã trở thành biểu tượng không thể quên. Sau nhiều năm bị đánh cắp, đôi giày này đã được tìm thấy và chuẩn bị đưa lên sàn đấu giá. Đây được coi là một trong những kỷ vật điện ảnh quý giá nhất, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là niềm tự hào của những người yêu thích phim điện ảnh kinh điển. Đôi giày được sử dụng trong bộ phim kinh điển Phù thủy xứ Oz 1939 và đo đóng theo khuôn chân của nữ diễn viên Judy Garland năm 1922-1969, nữ chính của phim. Công ty đấu giá đã nhận được đôi giày đính sequin và hạt gườm từ Michael Strauss, một người đào tạo diễn xuất tại Los Angeles và là nhà sưu tập đồ lưu niệm Hollywood. Michael Strauss đã mua đôi giày này từ Ken Warner, một nhà thiết kế trang phục Hollywood, vào năm 1970. Tháng 8 năm 2005, sau đó cho bảo tàng Judy Garland ở Grand Rapids, Minnesota mượn đôi giày để trưng bày trong 10 tuần. Nhưng đôi giày đã biến mất một tuần sau đó. Mãi đến năm 2018, đôi giày mới được cảnh sát tìm lại được. Dự đoán đôi giày có thể đạt mức từ 3 đến 5 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, như một hoạt động thường niên, vào dịp quý ba hàng năm, tạp chí Văn nghệ Sử Thanh đều tổ chức hội nghị gặp mặt cộng tác viên thân thiết của tạp chí. Đây là hoạt động nhằm đánh giá và nhìn lại một năm hoạt động của tạp chí,
cũng là dịp khích lệ và tri ân sâu sắc tới lực lượng cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Những cánh tay nối dài của tạp chí đã hăng hái cộng tác làm nên chất lượng của tờ tạp chí. Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh, cơ quan ngôn luận của Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa, được thành lập từ năm 1994. Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, tạp chí đã có những bước chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ, không chỉ đẹp, hiện đại trong hình thức trình bày mà còn hấp dẫn trên từng trang nội dung, ghi dấu ấn trong lòng độc giả trong và ngoài tỉnh, được giới chuyên môn đánh giá cao. Với Văn nghệ xứ Thanh ấy, và để mà kết nối, cọ sát với các nhà văn, nhà thơ của tỉnh nhà, thì những hoạt động như thế này thì nó cũng tăng cường những cái tương tác để hai bên hiểu nhau hơn và mở ra những cái câu chuyện về nghề nghiệp ở phía trước, về những cái chuyến đi thực tế, về những cái đề tài, về những cái vùng miền, những cái vỉa mà người sáng tác có những cái gợi mở về ý tưởng để mà biến nó thành cái tác phẩm cho Văn nghệ xứ Thanh. Những kết quả ấy là trái ngọt từ sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, nhân viên của tạp chí qua các thời kỳ. Đặc biệt, chính tình cảm yêu mến, đón nhận và nhiệt tình cộng tác của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh đã làm nên linh hồn, sức sống bền bỉ của tạp chí. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội ngũ lãnh đạo cũng như biên tập viên của tạp chí đều thống nhất rằng chất lượng cộng tác viên là nhân tố quyết định sự hấp dẫn của một tạp chí. Một tạp chí muốn khẳng định uy tín, thương hiệu, có sức thu hút mọi tầng lớp bạn đọc trong xã hội thì tạp chí đó dứt khoát phải có một lực lượng cộng tác viên đa dạng, đủ rộng, có chuyên môn sâu, nắm bắt kịp thời được sự biến đổi không ngừng của thời đại. Một tạp chí thu hút được nhiều cộng tác viên giỏi, tạp chí ấy sẽ thành công. Đối với mỗi cuộc gặp gỡ thì chúng tôi đều gửi gắm một cái mong muốn đối với phía cộng tác viên. Nhiều năm nay thì từ phía cộng tác viên đã có những cái hồi âm rất là tốt. Từ sau những mỗi lần cộng tác viên thì chúng tôi đều nhận được bài vở một cách trách nhiệm hơn và đều đặn hơn. Và từ đây thì chúng tôi muốn duy trì những cái hoạt động đó, đồng thời thông qua cái cuộc họp cộng tác viên năm 2024 này thì tôi mong mỏi ở cộng tác viên đó là chúng ta sẽ có sự cộng hưởng một cách là hài hòa hơn, gắn kết hơn và sẽ có những cái tác phẩm ra đời được in ấn đăng tải chất lượng tốt hơn nữa. Nhiều năm qua, tạp chí Văn nghệ xứ Thanh là một trong số ít các tạp chí văn học nghệ thuật địa phương tổ chức tốt các diễn đàn, hội nghị cộng tác viên, trại sáng tác và các cuộc thi. Từ các hoạt động này, tạp chí đã phát hiện bồi dưỡng, chắp cánh cho nhiều tài năng văn học trẻ đến gần hơn với bạn đọc và xây dựng bổ sung nguồn kế cận cho Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa. Tạp chí tạo ra nhiều sân chơi cho cộng tác viên bằng việc tổ chức các cuộc thi viết với chủ đề đa dạng, mang đậm hơi thở cuộc sống, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tỉnh như xây dựng đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, bộ đội biên phòng, vẻ đẹp đất và người xứ Thanh, những bước phát triển của quê hương đất nước, những bước chuyển mình của đời sống xã hội giữa nhịp sống hiện đại. Từ việc nhận diện được tầm quan trọng của đội ngũ cộng tác viên, ban biên tập tạp chí luôn tạo điều kiện tốt nhất để các cộng tác viên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi ý tưởng sáng tác, nâng cao chất lượng tác phẩm. Những cuộc họp mặt cộng tác viên tạp chí trở thành ngày hội mong chờ của nhiều cộng tác viên thân quen của tạp chí. Mỗi một lần được mời đi họp cộng tác viên của tạp chí xứ Thanh hay là của báo Thanh Hóa đều rất là rung động và rất phấn khởi. Nó là một cái động lực mới cho mình sáng tác và mình cảm thấy như mình còn rất trẻ. Chúng tôi cũng luôn luôn theo dõi và gần đây thì trở lại biết và được họp mặt với anh em. Mỗi lần mà trở lại gặp lại anh em ở trong tạp chí rồi những bạn viết, những cái lần mà hội nghị cộng tác viên thế này thật là bổ ích để mà cho mình học hỏi và trao đổi trong sáng tác. Và chúng tôi cũng mong rằng là tạp chí sẽ duy trì cái này, không những cho anh em cộng tác viên được nâng tay trong cái viết bài. Cũng tại những cuộc gặp gỡ cộng tác viên, tạp chí Văn nghệ xứ Thanh sẽ tạo ra được nhiều sân chơi rộng lớn hơn, thu hút được nhiều cộng tác viên hơn, uy tín và danh tiếng của tạp chí cũng từ đó mà lan tỏa rộng rãi hơn. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất và lượng, thương hiệu và uy tín của tạp chí. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin văn hóa ngày 8 tháng 11 cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.